kính mời các quý vị sẽ cùng đến với nghi thức quan trọng tiếp theo, đó chính là nghi thức khởi công dự án. Với nghi thức này, chúng tôi xin được phép trân trọng kính mời các quý vị đại diện cho chủ đầu tư, đại diện cho nhà thầu thi công sẽ cùng tiến lên khu vực chuẩn bị để cùng thực hiện nghi thức khởi công. Xin được phép trân trọng kính mời. Xin kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ đeo găng tay, cầm xẻng đã được bộ phận lễ tân chuẩn bị sẵn sàng, và chúng ta sẽ cùng đứng ở vị trí theo thứ tự sắp xếp của ban tổ chức. Xin kính mời quý vị. Và tôi xin được phép bắt nhịp cho chương trình thi công nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Pisai Việt Nam ạ. 3, 2, 1 xin mời. Một tràng pháo tay thật lớn để quý vị để cùng chúc mừng. Một kính thưa để quý vị và để chúc mừng cho sự kiện trong ngày này. Và liên tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với trình quý rượu sông banh nâng ly chúc mừng cho buổi lễ vô cùng trọng đại ngày hôm nay. Các quý vị đại diện ta đã sẵn sàng chưa? Ta chào giáo y giáo. Xin kính mời quý vị đại diện, chúng ta sẽ cùng vui sông banh và cùng nâng ly chúc mừng. Chuẩn bị hảo rồi mà, khai vả. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, với nghi thức khởi công vừa rồi, công trình nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Pisai Việt Nam đã chính thức được khởi công. Chúng tôi xin được phép chúc mừng cho công trình sẽ được thi công thuận lợi. Chủ đầu tư dự án sẽ có một nguồn dự án thành công. Công ty xây dựng, đơn vị giám sát sẽ hoàn thành công việc của mình một cách thuận lợi, đúng tiến độ và sau. Cảm ơn toàn thể quý vị đã cùng tham dự chương trình ngày hôm nay. Và một tràng pháo tay thật lớn hơn để cùng chúc mừng. Vâng, xin được kính mời quý vị đại diện cho ban lãnh đạo công ty, chúng ta sẽ cùng rót tràn đầy những chiếc ly và sẽ cùng nâng ly và cùng dành những lời xô để cùng chúc mừng cho dự án ta được thành công rực rỡ. Vâng, và xin kính mời các quý vị đại diện, chúng ta sẽ cùng nâng ly và sẽ cùng xô một thật lớn và một câu. Vâng, và xin kính mời các bạn trong ban lễ tân, chúng ta sẽ cùng kính những ly bia ly rượu tới toàn thể quý vị quan khách, các quý vị khách mời, các quý khách mời đang cùng có mặt tại sự kiện vô cùng trọng đại ngày hôm nay. Và hãy cùng với ban lãnh đạo công ty chúng tôi cùng nâng thật cao cao ly bia ly rượu cùng lên. Việt Nam sẽ thi công một cách hoàn toàn đúng như những gì chúng ta đã trân trọng kính mời. Và xin mời ban lãnh đạo công ty, chúng ta sẽ cùng lắng lại sân khấu và xin mời các bạn trong ban lễ tân, chúng ta sẽ cùng di chuyển vào phía bên trong của các ban lãnh đạo để chúng ta sẽ cùng chúng mình.